Thánh Ni Dhammadina thuyết pháp đệ nhất. Dhammadina sanh trưởng trong thành Vương Xá, là vợ của tướng quốc Visakha thuộc dòng quý tộc, giàu sang quyền quý. Khi chồng bà đến tịnh xá, nghe Phật thuyết pháp, đắc A Na Hàm quả, thánh quả thứ ba trong tứ thánh quả. Trở về nhà, bà vợ Dhammadina ra đón chồng, từ trong cái kiệu bằng vàng, đưa tay thân ái đón chồng, thì ông tránh ra. Khi vào nhà, lên lầu thay quần áo, đưa khăn lau mặt, ông cũng từ chối. Đến bàn ăn, phục dịch, hầu hạ, như mọi khi, ông cũng không cho. Một thái độ kỳ cục đối ngược lại như thường ngày. Tình nghĩa vợ chồng thân ái, thương mến, săn đón như bình thường không còn mặn nồng. Bà vợ tưởng mình có phạm lỗi lầm lớn lao với chồng, cho nên lo âu, khóc lóc, hỏi han, thì mới biết ông chồng đi chùa nghe Phật thuyết pháp, đắc thánh quả, không còn thích thú sự săn đón, ái dục trần gian nữa. Sự săn sóc, chiều chuộng, thương yêu và luôn cả mọi sự việc trên đời, Visakha thấy trọn hết thật tướng là vô thường, khổ và không thật. Cho nên tự thấy các việc hành xử hàng ngày nó gượng ép, ngoại giao mà không chân thật tự nhiên. Ông cảm ơn bà Dhammadina rất là tốt với chồng, lo cho gia đình này rất là chu đáo vẹn toàn. Một người vợ hiền đảm đang, nhưng Visakha xin lỗi là không còn thấy thích thú đời sống gia đình, những dục lạc xả tạm của trần gian, chỉ muốn sống đời phạm hạnh thanh tịnh thôi. Từ nay hai người chia tay nhau, cuộc sống của tôi còn lại không dành cho riêng tư mà phục vụ tha nhân cuộc đời. Tình nghĩa vợ chồng từ nay chấm dứt. Bà muốn về lại bên cha mẹ hoặc lập gia đình lần nữa thì tùy ý. Cả gia tài sự nghiệp này tôi tặng hết cho bà. Tôi sẽ dành cuộc đời còn lại lo phục vụ cho đạo và cuộc đời. Sau khi suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, bà Dhammadina xin chồng được xuất gia. Chính ông chồng tướng quốc tiễn vợ trên chiếc kiệu bằng vàng đến ni viện gặp ni sư trưởng Di Mẫu Gotami xin xuất gia. Buổi lễ xuất gia do vị đương kim tướng quốc làm chủ lễ vô cùng long trọng. Cả nước, mọi người đều biết đến. Họ bàn tán xôn xao về câu chuyện xuất gia đặc biệt và ngộ nghĩnh của vị phu nhân tướng quốc này. Xuất gia xong, bà chuyên tu thiền quán chứng quả A-la-hán, trở thành vị thánh ni thuyết pháp đệ nhất bên ni đoàn của Phật. Trong Trưởng lão Ni Kệ có ghi lại bài kệ thành đạt thắng trí của ni sư như sau: trong lòng ai ước muốn chứng đạt quả vô sanh, được sinh khởi tỏa rộng, tràn đầy cả tâm ý, tâm không bị trói buộc trong các dục chi phối, vị ấy được gọi là bậc dự vào dòng thánh. Sau khi chứng quả, ni sư nghĩ rằng tâm ta đã chấm dứt mọi phiền não, bây giờ ta sẽ đến thành Vương Xá đảnh lễ đấng đạo sư và tiếp độ quyến thuộc. Ni sư cùng với chư tỳ kheo ni trở về thành Vương Xá. Thiện nam Visakha, người chồng xưa hay tin ni sư Dhammadina trở về đến thăm để trắc nghiệm sự giác ngộ của ni sư, ông đã nêu lên những câu hỏi thâm sâu vi tế trong giáo pháp. Thưa ni sư, nghe Đức Phật thường nhắc đến tự ngã, vậy tự ngã đó là cái gì? Này đạo hữu Visakha, chúng sanh bám chấp ái thủ đến năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, được Đức Phật gọi là tự ngã. Như vậy thì muốn chấm dứt tự ngã thì phải tu ra sao?
Này đạo hữu, phải xóa sạch, không còn dấu vết, khước từ, buông bỏ, quên mất, không chấp. Phải loại bỏ lòng khát khao, ham muốn, ái chấp trong các dục. Kính thưa ni sư, con đường thực hành để chấm dứt tự ngã đó là con đường nào? Phải tu ra làm sao mới chấm dứt tự ngã? Đạo hữu Visakha, phải thực hành tu tập theo con đường bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đạo hữu Visakha tiếp tục nêu lên nhiều câu hỏi liên quan đến sự bám chấp, về ngũ uẩn, sự hiểu biết sai lầm về thân tự ngã. Bát chánh đạo có phải là hữu vi không? Có tùy duyên hiện hữu không? Về tâm định, về hành, về thánh quả của sự chấm dứt tưởng và thọ, về các loại thọ, về những pháp ngủ ngầm trong tâm. Cuối cùng, ông nêu lên một câu hỏi rất khó giải đáp được. Kính thưa ni sư, đối chiếu với Niết Bàn là gì? Này đạo hữu hỏi quá xa, không thể tìm ra một kết luận cho câu hỏi tương tự. Vì đời sống thánh thiện, đạt đến trạng thái Niết Bàn là nơi cùng tột, chấm dứt sanh tử. Không còn dùng ngôn từ nào của thế gian pháp để so sánh được. Nếu còn đối chiếu, so sánh thì không phải là Niết Bàn. Nếu muốn rõ thì đạo hữu hãy đến hỏi Đức Phật. Đức Phật sẽ giải thích cho đạo hữu, rồi đạo hữu hãy ghi nhớ lấy. Khi ấy, ông Thiện Nam Visakha rất hoan hỷ, thỏa thích về những lời giải đáp của ni sư. Ông đứng dậy đảnh lễ, rồi từ giả ni sư đi tìm gặp Phật. Sau khi đảnh lễ Phật, Visakha thuật lại đầu đuôi cuộc đàm thoại của ông với ni sư Dhammadina cho Đức Phật nghe và ca ngợi về sự hiểu biết giáo lý thâm sâu của ni sư. Khi ông dứt lời thì Đức Phật dạy: Này Visakha, Dhammadina là vị tỳ kheo ni có nhiều trí tuệ, kiến thức rất là uyên thâm, là vị pháp sư thuyết pháp hay đệ nhất. Nếu Visakha hỏi Như Lai những điều như thế thì Như Lai cũng giải đáp như vậy mà thôi. Trong dịp này, Ngài tuyên bố giữa hội chúng Tăng và Ni rằng: Ni sư Dhammadina là vị tỳ kheo ni thù thắng đệ nhất về hạnh thuyết pháp. Nhờ lời xác định này mà về sau kết tập Tam Tạng đã ghi lại các bài pháp của ni sư vào Trung Bộ Kinh số 44, Tiểu Kinh Phương Quảng. Ni sư được Đức Phật nâng lên địa vị pháp sư đệ nhất không phải dễ. Đức Phật là bậc đạo sư dĩ nhiên bất khả luận bàn. Khi tăng đoàn lớn mạnh, Phật dạy chư tỳ kheo: Này chư tỳ kheo, này chư tăng đã giác ngộ rồi, cửa vô sanh đã mở, các thầy đã dứt sạch hết phiền não, thì hãy đi khắp muôn phương để truyền đạo giải thoát giác ngộ này đến cho tất cả nhân loại, chúng sanh. Đừng bao giờ đi hai người trên cùng một con đường, vì chúng sanh quá đau khổ, bậc giác ngộ thì quá ít ỏi. Do lời hiệu triệu này của Ngài mà sau này các vị chứng thánh quả, sứ giả của Như Lai đi khắp muôn phương để truyền đạo. Cho đến bây giờ, nhờ đó mà chúng ta thừa hưởng trọn gia tài pháp bảo của Đức Phật. Ni sư có một người đệ tử rất xuất sắc tên là Sukha, cũng thuyết pháp nổi tiếng. Trong trưởng lão ni kệ có để lại các bài kệ: Sukha sinh trưởng ở Vương Xá Thành, trong một gia đình quyền quý. Lúc trưởng thành, ni cô quy Tam Bảo, sau này đến nghe ni sư Dhammadina thuyết pháp, phát bồ đề tâm sinh xuất gia, chứng A-la-hán. Trong trưởng lão ni kệ ghi rằng: Trước hội chúng 500 tỳ kheo ni quay quanh, ni cô trở nên vị pháp sư rất tài giỏi. Sau khi thành tựu đạo quả, ni cô đến đảnh lễ Đức Phật bạch rằng: Kính bạch bậc ẩn sĩ, con thuần thục thần thông, thiên nhĩ tha tâm thông, túc mạng minh con chứng, thiên nhãn con thanh tịnh, các lậu chấm dứt, các chủng tử không còn,
trí tuệ con thấu đáo, nghĩa ngữ pháp biện luận, dập tắt hết phiền não, nhổ lên gốc tái sanh, chặt đứt mọi trói buộc, tam minh con chứng đạt, lời Phật dạy làm xong, kính bạch đấng đại hùng. Một hôm, Ni Cô vào thành Vương Xá Cốc Thực, dùng cơm xong, ngài trở về trú xứ Tỳ Kheo Ni, thuyết pháp cho hội chúng Tỳ Kheo Ni nghe. Giảng pháp hay đến nỗi các Tỳ Kheo Ni cảm thấy như được nhận từ nơi Ni Cô những hương vị ngọt ngào thấm nhuần cam lồ pháp bảo vào tận tâm hồn của từng thính chúng tham dự. Lúc bấy giờ, các vị chư thiên, thổ thần, thần cây, thủy thần vô cùng hoan hỷ với pháp thoại của sư cô. Đã đi khắp các nơi trong thành Vương Xá, tán thán đức hạnh và kêu gọi dân chúng đến nghe pháp bằng bài kệ rằng: Hỏi dân chúng Vương Xá, các người đang làm gì? Giống như người mê ngủ, bị say vì chất men mà không chịu đi đến gặp trưởng lão Nisukha, nghe ngài thuyết pháp Phật đối với bậc trí tuệ, nghe chánh pháp cam lồ, vị thuần tịnh bất tử, tâm tư được an lạc, ví như khách lữ hành đi muôn dặm đường xa, giữa trưa hè nóng bức được nước mưa tắm mát. Sau khi nghe lời tán thán của chư thiên, dân trong thành lũ lượt kéo nhau đi đến nghe Ni Cô Sukha thuyết pháp, vô cùng hoan hỷ. Ni Cô có để lại bài kệ chứng đạo trong trưởng lão Ni Kệ: Ta Tỳ Kheo Ni Sukha an trú pháp thanh tịnh, rời bỏ mọi tham mái, tâm ta khéo định tĩnh, chiến thắng hết ngũ ma, đạt được thân cuối cùng. Tư cách một pháp sư, Đức Phật cho phép có 5 điều kiện. 1. Thực chứng, diễn nói những điều thực chứng đó ra, tức là nói được thì thực hành được, là được Phật tán thán. Vị pháp sư lý tưởng mà Phật cho phép là thực chứng những gì đã nói, làm sao nói vậy, nói sao làm vậy, và diễn giảng ra rõ ràng thành thật sự tu chứng của mình để giúp người khác tu theo. 2. Phải tinh thông kinh luật và có uy nghi, dung mạo hảo cảm, dễ thương, dễ coi. Pháp sư mà dung nghi không đẹp đẽ đàng hoàng, phàm phu nhìn vô không phát tâm, người nghe pháp căn cứ vào hành động, oai nghi, tế hạnh, diện mạo của pháp sư. Nếu pháp sư mà xấu quá, họ phỉ báng tam bảo, cắt đứt duyên lành đối với tam bảo. Cho nên đòi hỏi pháp sư phải có dung mạo đoan chính, trang nghiêm, đẹp đẽ. 3. Xuất thân từ địa vị cao quý. Pháp sư phải xuất thân từ dòng cao quý, thì những người quý tộc cao sang, họ không tị hiềm khinh khi, họ tôn trọng, chịu hạ mình quy thuận, nghe pháp tu hành. 4. Phải dạn dĩ, không khiếp sợ trước đám đông. Pháp sư dù học cao hiểu rộng, biện tài hùng biện đến đâu chăng nữa, mà không dạn dĩ sợ hãi trước đám đông thì cũng không được. Nếu trước đám đông mà khớp, người nêu câu hỏi mà lúng túng, không trả lời được, bị bí trước các câu hỏi của người khác thì cũng không được. 5. Phải có lòng từ bi độ tha, thích thuyết pháp. Vị pháp sư phải có tâm từ thương xót đến chúng sanh, mong cho người nghe hiểu biết đạo, tu hành giác ngộ, vì chúng sanh mà thuyết pháp, chứ không vì lợi dưỡng ham muốn tài lộc danh lợi mà thuyết pháp. Bên Ni thuyết pháp đệ nhất có Ni sư Dhammadina, còn bên tăng thì có ngài Phú Lâu Na, bậc hữu học thuyết pháp đệ nhất. Sau này các nước cử pháp sư đi giảng pháp thường lấy tên Phú Lâu Na. Lúc đó Phú Lâu Na chưa chứng quả A-la-hán, ngài có đến cầu Phật chỉ cách đi hoằng pháp, làm cách nào hàng phục tâm phiền não của mình. Phật dạy ngài giữ 6 căn khi tiếp xúc với 6 trần, phải biết cách hàng phục chế ngự nó. Phật dạy kinh hàng phục tâm cho ngài Phú Lâu Na trước khi đi sứ Vũ Lâu Na hoằng pháp.
đến xứ này truyền đạo cho đến ngày ngài viên tịch, xây cất được 800 tịnh xá, tế độ vô số thiện nam, tín nữ, quy y, nhập đạo. Ngài tự mình tu chứng A-la-hán, viên tịch nhập Niết Bàn tại đó. Vị Pháp Sư có tâm từ nhiều lắm mới có thể thuyết pháp độ sanh, giống như bác sĩ đến với bệnh nhân chứ không phải người mạnh. Bệnh về thân thể còn dễ, nhưng bệnh tâm thần rất là khó. Chúng sanh bị chi phối bởi tham, sân, nhưng mà rất kiêu mạn, luôn nghĩ mình hơn người chung quanh, hơn người dạy mình. Cho nên các vị Bồ Tát phải có tâm từ lớn mới thực hành hạnh lợi tha này được. Vào năm 1972, năm 1974, chúng tôi thường theo các đoàn xã hội cứu trợ thiên tai, lũ lụt, chiến tranh và hay vào thăm các bệnh viện tâm thần. Những bệnh viện trị bệnh thông thường thì các bác sĩ rất được tôn quý, kính trọng. Nhưng khi vào bệnh viện tâm thần, chúng tôi thật vô cùng thán phục các bác sĩ và y tá ở đây. Bác sĩ đem thuốc đến thăm bệnh nhân, phải quỳ trước phòng bệnh nhân bị điên xưng tội, tôn xưng bệnh nhân là giáo hoàng, nhờ giáo hoàng bệnh nhân ban phép lành cho thì mới chịu uống thuốc. Một ông điên khác thì bác sĩ phải bắt tay hỏi thăm về việc điều hành nhà máy điện, sau đó ông mới chịu uống thuốc. Một bệnh nhân khác thì là khoa học gia đã từng lên thám hiểm mặt trăng, bác sĩ phải ngồi nghe ông ta kể lể dài dòng về cảnh tầm xàm bá láp do óc tưởng tượng của ông, rồi mới chịu uống thuốc. Bác sĩ phải ghi nhớ hết tâm tư, nguyện vọng của từng bệnh nhân, nhiều khi còn bị nhục mạ, đánh đập mà vẫn phải vui vẻ. Từ tâm của bác sĩ ở bệnh viện tâm thần rất là cao. Có một khu điên dành cho các nhà chuyên gia. Vào trong phòng thấy một anh chàng trạc độ 30 tuổi, sức nước hoa, đầu chảy tóc tém láng cống, người cao ráo, đẹp trai, con nhà giàu, đeo kính gọng vàng, quần áo ủi láng cống, xách cặp táp, có 2-3 người hầu làm thư ký, túi đeo viết đủ loại. Thấy phái đoàn đến thăm, anh ta sai thuộc hạ nhắc ghế mời ngồi rất là hòa nhã, hành động rất lịch sự, không thấy chút nào điên. Phái đoàn hỏi thì anh ta kể toàn cảnh khổ. Anh là một sinh viên đi du học về dầu khí ở ngoại quốc. Khi về Quy Nhơn khám phá ra một mỏ dầu, anh đệ đơn xin quận trưởng khai thác. Vừa nói anh rút công văn, đóng mấy con mọc để xin khai thác. Nhưng quận trưởng vì muốn chiếm công nên thông đồng với tỉnh, lên đến tổng thống để cướp công anh ta. Vừa nói chuyện, anh vừa rút ra những tờ đơn kháng cáo đủ thứ tiếng Anh, Pháp, gửi đi khắp nơi ở Ban Bảo vệ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nghe vậy thì đoàn người đến thăm rất là nóng, nổi máu anh hùng, đứng ra bên vực anh ta. Định làm lớn chuyện, đem hồ sơ lên trình với giám đốc bệnh viện. Giám đốc nhìn đoàn người mà thương hại nói: quý vị có biết đây là bệnh viện nuôi người điên không? Nếu không điên mà vào đây thì cũng chết vì điên. Không ai bình thường mà vào đây cả. Nơi đây chỉ trừ có y tá và bác sĩ thôi. Anh ta là một người bị bệnh điên. Nhưng nói gì quý vị cũng không tin đâu. Tôi đưa quý vị đi xem. Bác sĩ giám đốc dẫn chúng tôi xuống gặp lại anh điên hỏi: từ ngày vô đây, anh còn khám phá ra thêm những mỏ dầu nào nữa không? Có chứ, có chứ. Với cặp mắt nhà nghề, tôi đã khám phá ra tại bệnh viện này có 3 mỏ dầu hỏa. Ở đâu? Anh ta dắt ra hàng rào, chỉ các hang dế, bảo là mỏ dầu. Lúc đó cả đoàn mới biết là bị anh ta gạt. Từ chuyện này chúng ta nghĩ lại cuộc đời rất là thấm thía. Chúng ta cũng giống như người điên này, từ cái không có gì hết, dựng lên có ngã, có chấp, rồi chấp vào đó. Chư Phật, Bồ Tát rất tội nghiệp, thì hiện đến, rồi chiều theo,
chúng ta xưng bằng ông thì gọi ông. Xưng là bà thì gọi bà, là vua thì Phật đối như vua, là hoàng hậu, công chúa thì Phật gọi hoàng hậu, công chúa. Phải chiều tất cả như vậy, trong khi bản lai vốn là vô ngã. Vì chúng sanh điên quá, cho nên phải chiều đủ thứ, đủ kiểu hết mới chịu uống thuốc. Đến khi tỉnh rồi thì chúng ta mới thấy mình thật đáng thương. Theo dõi cuộc khám bệnh cho thuốc của bác sĩ tâm thần, họ chiều bệnh nhân đủ thứ hết, mới thấy chư Phật, Bồ Tát chiều chúng sanh, thương chúng sanh đến ngần nào. Mỗi bệnh nhân đòi hỏi mỗi cách, bác sĩ phải nhớ rõ từng bệnh nhân, từng ký hiệu, từng câu chuyện không được lẫn lộn. Họ ra những bản án trừng trị bác sĩ phải làm theo thì mới chịu uống thuốc. Có ông điên trong quân đội, bác sĩ phải chào theo kiểu nhà binh, quên lỡ bắt tay, ông điên bắt bác sĩ hít đất 30 cái, phải để đồ nghề xuống hít đất đủ 30 cái, rồi mới chịu uống thuốc. Nghĩa là làm gì cũng được, miễn là bệnh nhân chịu uống thuốc thì bác sĩ an lòng rồi. Qua sự kiện này mới khám phá ra rằng Phật chư Bồ Tát cũng thương chúng ta như các ông bác sĩ tâm thần này. Phải lại lục, phải làm hết mọi nhu cầu của những người điên này thì mới độ họ được. Chúng sanh đủ thứ bệnh, đòi hỏi đủ thứ chuyện tu pháp môn. Từ một cái tánh bình đẳng trong sáng giác ngộ, chúng ta quên đi bản lai diện mục ấy, lại sanh tâm có trọng, có khinh, có phải, có quấy, có đúng, có sai, có xấu, có tốt. Rồi chúng ta bắt Phật và Bồ Tát phải chiều theo, bày ra đủ kiểu cách, pháp môn bằng các loại thuốc chân lý để độ chúng ta. 2 năm sau, anh kỹ sư dầu hỏa ấy hết bệnh, gặp lại chúng tôi mới biết anh có mộng đi du học nước ngoài không thành công nên hóa điên. Tưởng tượng mình đi du học xong, tốt nghiệp trở về, khi hết điên về nhà, sau đó rất là mắc cỡ, hổ thẹn, mặc cảm với nhà thương điên, những hành động điên khùng của mình lúc trước. Chúng ta cũng vậy, khi còn điên thì cho mình là cái rốn của vũ trụ, hết điên rồi, như nhau, dọc mũi ngang mài. Người thuyết pháp giỏi như Ngài Phú Lâu Na phải chịu khó nhẫn nại, từ bi hỷ xả, cả đời tận tụy phục vụ chúng sanh để mà độ họ. Một vị sứ giả Như Lai phải có thái độ dấn thân như Ngài, cố lì mà ở với chúng sanh, chửi cũng còn may chưa đánh, đánh còn may chưa giết, giết còn may giải thoát được tự ngã của mình. Phải có tâm đại hùng như vậy thì mới thuyết pháp độ sanh được. Trong 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, nguyện thứ 2 là lễ kính chư Phật dễ làm lắm, nhưng nguyện cuối cùng là làm sao thuận với chúng sanh để giúp chữa lành bệnh phiền não của chúng sanh mới là gian nan, khó khăn. Chúng sanh này thường đòi hỏi chúng sanh khác, người khác phải chiều theo ý mình, không bao giờ biết đủ, không bao giờ chiều theo chúng sanh, theo người khác, giống y như mấy người say rượu thì cứ đòi ăn thua đủ, mà người tỉnh thì bao giờ cũng chiều theo người say. Người tỉnh thì chiều người điên, còn người điên thì đòi ăn thua đủ với người điên. Nhìn qua cách hoằng pháp độ sanh của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị pháp sư lỗi lạc thời Phật thì thấy rõ tâm từ của các ngài là vô lượng vô biên. Trong Trung Bộ Kinh, Vương Tử Vô Úy đến hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao Ngài luôn giảng pháp rất hay? Con thấy dù là Bà La Môn, Sa Môn, vua, quan, thương gia, phú hộ, bất cứ là ai đến đặt câu hỏi, Ngài đều giải đáp rất rõ ràng, không lúng túng. Còn không biết Thế Tôn có chuẩn bị trước một bộ sách hay xếp đặt những câu hỏi ấy trước hay không mà Ngài thuyết pháp hay như vậy? Phật hỏi Vương Tử: Thường ngày nghề nghiệp sinh sống của Vương Tử sở trường cái gì?
Dạ, sở trường về các loại xe. Giả sử người chỉ bánh xe hỏi đây là cái gì, Vương Tử có cần phải suy nghĩ trước rồi mới đáp đây là bánh xe không? Bạch Đức Thế Tôn: không cần, vì con rất thông thuộc mọi bộ phận trên cái xe, cho nên người hỏi là con đáp liền, không cần chuẩn bị và suy nghĩ gì hết. Cũng vậy, Như Lai là người điều ngự được tâm của mình, cho nên khi hỏi về pháp môn tu, Như Lai rất rõ. Vì đó là sở trường của Như Lai, từ cái việc hiểu rõ điều phục được tâm mình, Như Lai hiểu được tâm người, hiểu rõ sự cấu tạo chúng sanh và thế giới, giống như người hiểu rõ từng đường gân trên làn da trái xoài một cách rõ ràng. Như Lai hiểu rõ pháp thế gian và pháp xuất thế gian, không cần chuẩn bị trước dù chỉ trong một khắc. Chúng ta thấy có hai cái học: học do thức tánh, học do trí tuệ. Học do thức tánh là giống như kinh nghiệm thời trước truyền lại cho chúng ta, sao chụp lại những hiểu biết của người. Còn trí tuệ là do tự mình khám phá ra. Ví như một căn nhà tối lâu ngày, đồ vật đủ thứ lung tung, có một người đã thấy rõ trong phòng, biết rõ các vị trí trong phòng để cái gì, ở đâu, đem diễn tả hết lại tất cả cho chúng ta biết. Học thuộc lòng như vậy rồi kể lại. Nhưng giả sử chúng ta vô phòng mà sơ ý sẽ đụng vào những cái ghế, cái bàn, đồ vật trong phòng, đó là cái học biết qua thức tánh, qua kinh nghiệm người khác kể lại, nói lại. Nhưng bây giờ không qua thức tánh mà chính là người ở trong đó, hoặc mở đèn lên thì chúng ta thấy rõ ràng bàn ghế, dụng cụ nằm ở chỗ nào, chúng ta đi không còn bị đụng, đó là trí tuệ. Người ngộ rồi kể lại kinh nghiệm tu chứng của các ngài thì chúng ta chỉ học sao chụp lại sự hiểu biết của người khác. Ánh sáng trí tuệ chưa sáng tỏ lên, chúng ta có thể nói thao thao bất tuyệt như cái máy thu băng, nhưng mà chưa là người biết rõ trong tâm như Phật. Nếu bằng cái cố gắng tu tập biết rõ chân tâm, giống như một cái bật đèn trong phòng sáng lên, thì thấy mọi vật một cách rõ ràng. Chúng ta diễn tả lại tất cả thật rõ ràng mà không cần cố gắng, không giống như những người quyết đoán khác là vì nhìn bằng cặp mắt trí tuệ chân thật. Nhà thiền có hai loại trí: một, trí do kinh nghiệm tri thức, tức là do ký ức nhớ rất nhiều, như tôn giả Ananda ghi nhớ hết pháp Phật đã thuyết 45 năm mà không đắc quả gì cả, do học thuộc lòng mà tưởng đó là của mình. Hai, trí do cái tâm tu, trí của chính mình kiểm soát từng chi tiết, đường đi lối về của vọng tâm. Chúng ta biết rõ tâm tham, sân, ích kỷ, tật đố, ác kiến, không để nó chi phối. Khi xóa đi phần tham, sân, si thì tự nhiên nó sáng tỏ ra. Cũng giống như chúng ta lau kiến lu mờ thì nhìn vào gương mặt thấy rõ từng đường nét tàn nhang, không thiếu cái gì. Khi sáng như vậy, ta thấy các pháp bằng chính con mắt trí tuệ của mình, thì cái học này gọi là trí tuệ thực nghiệm. Trong thiền sử kể ngài Hương Nghiêm, đệ tử ngài Bách Trượng, ngài rất thông minh lanh lẹ, hỏi một đáp mười, tất cả kinh điển ngài thuộc lào lào, nhưng mà vẫn còn phiền não. Cũng giống như tôn giả Ananda, Phật tuyên bố rằng sự ghi nhớ của tôn giả Ananda về những kinh pháp Phật nói ví như nước rót từ bình này qua bình kia, không rơi ra ngoài một giọt. Sự ghi nhớ của Ananda như vậy mà chỉ mới chứng quả Tu Đà Hoàng, tham sân vẫn còn nguyên. Ngài Hương Nghiêm cũng vậy. Cho đến khi gặp một vị thầy khác quở, ta nghe người hỏi một đáp mười, bây giờ người chỉ nói một câu: trước khi cha mẹ chưa sanh là gì? Câu hỏi đó ngài Hương Nghiêm bí, không biết trả lời ra sao, buồn quá ngài đốt hết kinh sách, bỏ những kinh nghiệm sở trường của mình, đi đến nơi thâm sơn cùng cốc, cất lều tranh để tu, thề rằng
Khi nào tỏ rõ đại sự thì mới xuống núi. Một hôm buổi tối, cầm cây chổi tre quét đất, cây chổi quét nhầm hòn sỏi, va vào cây tre cái cốc. Nhân đó ngài tỏ ngộ, làm một bài kệ: năm xưa nghèo chứ thật là nghèo, năm xưa nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo đến dùi cũng không còn để mà cắm nữa. Nghe bài kệ đó, các vị tôn túc biết ngài đã thật sự liễu đạo. Cũng là ngài Hương Nghiêm trước đó thuyết pháp lưu loát, hỏi một đáp mười, nhưng chỉ nói lại, chụp y, chép lại những hiểu biết của thầy, bạn, sách vở của người khác. Cùng là ngài Hương Nghiêm đó, nhưng nay có cái gì tỏ ngộ trong tâm, ngài nói một bài kệ đọc qua không hay ho gì, nó rất là vô vị, lãng nhách. Nhưng mà những người liễu đạo giống như ông chủ vườn rung cành đào, những trái chín rụng, còn những trái xanh đông đưa trên cành, trái chín rụng. Ví như người tu tâm đã thuần thục rồi, nghe một tiếng động, chỉ một phút giây đó họ đại ngộ. Trong sự kiện lịch sử, ngài Ananda nghe và nhớ pháp rất nhiều, giảng dạy vô số người chứng ngộ đắc quả, nhưng đối với ngài thì không, vì có một cái gì đó mình không biết. Đến khi Phật nhập Niết Bàn thì ngài vô cùng thống khổ, vì tâm còn đầy dẫy những phiền não của phàm phu. Cho nên trước sự kiện ra đi của vị thầy, người cha, người anh hùng hoàng tộc của mình, ngài rất là đau đớn. Chính cái đau đớn đó mà ngài thấy cái học, cái nói xưa nay của mình dù sâu rộng như đại dương, mà đối diện với phiền não kinh hoàng vẫn vô dụng, không khắc phục được. Lúc đó ngài Ca Diếp vì từ bi dùng một cái xảo thuật dồn Ananda vào thế bí để bùng vỡ cuối cùng của tâm thức. Ngài Ca Diếp triệu tập 500 vị thánh tăng ôn cố kết tập kinh điển trong thạch động tại Ma Kiệt Đà. Riêng Ananda phải tu để thành tựu A-la-hán rồi mới được vô động kết tập tam tạng. Tất cả đại chúng yêu cầu ngài đọc lại kinh tạng Phật thuyết để trùng tu lời Phật dạy trong 45 năm. Ngài Ca Diếp chủ tọa đại hội quyết định không cho tham dự vì Ananda chưa chứng quả thánh, chưa hết phiền não trước nỗi đau khổ vô cùng tận, mất đi đấng đạo sư, người thầy, người anh, lại bị xua đuổi ra khỏi đại hội. Ngài khẩn khoản xin thì ngài Ca Diếp giáng thêm một đòn chí tử hài và bắt năm tội Ananda trước đại chúng. Một, tại sao Phật không cho chúng tỳ kheo ni thành lập ni đoàn mà Ananda nài nỉ mãi để Phật cho phép? Nay Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chư tăng đi đâu, ở đâu cũng mang theo gánh nặng là lo chăm sóc, bảo trợ, dạy dỗ ni chúng không yên được. Hai, trước khi Phật nhập Niết Bàn, ngài gợi ý là ngài có túc mạng minh, có thể sống thêm một hay nhiều kiếp sống nữa. Khi đó Ananda không thỉnh Phật trụ thế thêm, mà để cho ngài xả bỏ thân mạng nhập Niết Bàn, làm cho cặp mắt trí tuệ của thế gian bị tắt ngấm. Như vậy Ananda là người làm Phật vắng bóng trên thế gian. Ba, có đôi lần vá y, giặt y cho Phật, Ananda đã leo dẫm lên y, như vậy là không tôn kính Phật. 4. Trước khi Đức Phật nhập diệt, ngài có dạy chư tỳ kheo tăng ni bỏ bớt một số điều luật nhỏ không cần thiết. Thế mà Ananda không hỏi Phật là điều nào. Căn cứ theo lời Phật dạy này mà một số chư tăng sau này tùy ý bỏ luật, làm cho Phật giáo suy đồi. 5. Lúc Phật nhập Niết Bàn lễ trà tỳ kim thân Phật, Ananda đã vì tình cảm riêng cho ni chúng vào dự lễ trước các vị đại trưởng lão thánh tăng. Năm tội này Ananda làm mà lúc Phật còn tại thế không nêu ra. Khi Phật nhập diệt, Ananda như gà con mất mẹ, đau khổ vô bờ, không nơi nương tựa. Theo các bậc tôn túc đàn anh thì bị hất hủi đuổi xua, làm tội làm tình. Đây là một cái búa tạ giáng xuống,
Một va chạm lớn làm cho ngài phiền khổ đạo điên, không diễn tả nổi. Dù biết tội sám hối, nhưng vẫn bị ngài Ca Diếp đuổi ra khỏi đại hội. Vì chưa diệt hết phiền não, ra khỏi hang động, khổ quá đi không được, đứng không an, ngồi không tiện, nằm không khỏe, bồn chồn bứt rứt suốt đêm, cho đến khi trời gần sáng mệt mỏi quá, định nằm xuống nghỉ. Ngay khi đó trí tuệ sáng suốt, vô minh bùng vỡ, phiền não tiêu tan hết, chứng quả A-la-hán có đủ tam minh, dùng thần lực bay qua khe cửa hở vào thạch động, tham dự đại hội kết tập tam tạng kinh điển, lưu truyền cho đến ngày nay. Như vậy, nghe pháp, nhớ pháp là kinh nghiệm của người khác. Phải làm sao áp dụng pháp để tiêu trừ phiền não thì cái đó cần tâm đại hùng đại lực của mình. Chiến đạo là sự chỉ dạy của thầy bạn, thì Ananda đã đạt đến quả vị Tu Đà Hoàng. Nhưng mà áp dụng những pháp đó để mà tiêu trừ phiền não cho thân tâm an lạc, không còn chút phiền não chi phối, thì cái đó phải chính tự lực của mình. Bên Bắc Tông coi ngài Ananda như là vị Bồ Tát hóa thân, đại diện cho các hàng phàm phu, tất cả chúng sanh. Còn thích núp bóng giữa hơi, thầy đi đâu, làm gì thì đi theo, làm theo, thầy nói gì thì ghi nhớ hết, tin như vậy, cả đời nắm lấy chiếu y thầy, không tự lực được. Ví như các con, hệ cha mẹ còn, thì cái gì cũng giao khoán hết cho cha mẹ lo. Không dùng khả năng tự lực chính mình để sống xứng đáng, một con người đã trưởng thành. Do vậy mà khi sống một mình, thì tiếc nuối dĩ vãng, than cô đơn, sầu khổ vì mất chỗ dựa. Nhất là người phụ nữ rất sợ trường dựa, con nhỏ giữa cha mẹ, có gia đình giữa chồng, chồng chết giữa con, suốt đời cứ tạo sự yếu đuối, như chùm gửi dựa vào thân cây, cây mục nát bị đốn, thì đau khổ ê chề, chết theo, ngã theo cây. Người tu nên biết rõ khả năng, phải tự lực không dựa bên ngoài. Dù là Phật phải biết chia ra ba giai đoạn hẳn hoi mà tiến tu đạo nghiệp. Một, kiến đạo, nhờ kinh nghiệm trước chỉ dạy pháp tu, học hỏi, đọc, nghiên cứu kinh sách, lời dạy của bậc giác ngộ, nương nhờ vào chân lý. Hai, tu đạo, đem điều học nghiên cứu, học hỏi ra thực hành, khảo nghiệm lại coi đúng chân lý, xa lìa lần phiền não tham sân si hay không. Phải tu sao cho bớt, ít hoặc hết phiền não để trí tuệ sáng suốt thêm ra, đây là tự lực. 3. Chứng đạo, khi trí tuệ sáng thấy rõ vạn pháp bằng sự tự nhiên chân thật, không kiến chấp hai bên thì bùng vỡ tánh giác ngộ hiện chân tâm, Phật tánh hiển bày, hết sạch phiền não. Ngài Khuê Phong nói, đụng cảnh khởi tâm tham sân là phàm phu, đụng cảnh không khởi tâm tham sân là chứng đạo. Người nào trước nghịch thuận cảnh mà không khởi tâm tham sân thì biết mình chứng đạo. Còn tu đạo, đang tu là gặp cảnh thuận nghịch còn khởi tham sân, nhưng biết dùng cách tỉnh giác, khắc phục, giải trừ nó, đừng để nó tiếp tục. Thường là chúng ta chỉ niệm Phật, trì chú, tụng kinh, đọc kinh, tham thiền, làm gì đó cũng được theo phương tiện riêng của từng người, từng trường hợp với từng cá tính tùy loại tâm tham sân si mà dùng pháp tu. Tu đạo, hành đạo, đang tu cái quan trọng là phải làm ông chủ kiểm soát tâm mình. Khi khởi tham sân thì đừng cho nó tiếp tục. Ngài Lâm Tế dạy đệ tử của ngài, các ông đi hành cước 10 năm học đạo, không bằng niệm khởi đừng cho tiếp tục. Phật cũng từng dạy chư tăng ni, một vị tỳ kheo xuất chúng sáng chói thế gian và làm cho sáng chói giáo pháp của Đấng Như Lai, đáng cho trời người cúng dường quy ngưỡng, là sáng thức dậy, làm vệ sinh xong, ôm bát vào xóm khất thực, tìm nơi an tịnh thọ thực, rửa sạch bình bát
rồi đi bách bộ, kinh hành cho tiêu cơm, sau đó tìm nơi thanh tịnh, ngồi xuống. Nhìn lại bản tâm, đừng cho lậu hoặc sanh khởi, tức là tâm khởi tham sân thì chấm dứt ngay, không cho tiếp tục. Bài kệ chứng đạo của Thánh Ni Dhammadina cũng hợp với câu Phật ngôn trên: tâm không bị trói buộc trong các dục chi phối, vị ấy được gọi là bậc dự vào dòng thánh, nghĩa là bậc tu xong chứng thánh quả thì cuộc sống rất tự do, tự tại, không bị mắc dính, cột trói trong các dục, tham sân không còn chi phối nữa, sống an nhiên, tự tại.